tôi biết rằng là khi mà chúng nó sang định cư nước ngoài, cũng như người Việt thì nói ấy, phải nhà ra thất nghiệp. Thực tế anh đây là công việc rất tốt, nhưng mà không có bên nội bên ngoại, không có thế hệ trước ấy, thì chắc chắn không cha mẹ nào thì yên tâm cả. Chúng tôi sang đây thì mọi chuyện nó mới mẻ cả. Thì phần lớn sống ở Việt Nam, sau đây có nhiều cái bỡ ngỡ. Các con cháu nói nào thì mình cố gắng giúp như vậy kia thôi. Người ta hài lòng, các cháu nó mình yên tâm hơn. Cô chú đang ở Việt Nam thì thực ra là cũng gần hơn 60 năm. Thế bây giờ mà sang đây thì nếu mà là chơi ấy, thì không sao. Được một thời gian về không sao. Nhưng vì là sang đây với các cháu, xong thấy các cháu còn nhỏ quá, mà mình muốn giúp các cháu, và tình cảm của ông bà với các cháu cũng nó cũng rất là thân thiết. Sang đây thực ra là phải độc lập, con cháu ở đâu thì mình ở đó. Thì cho nên là cái tư tưởng lúc đấy mình đã đấu tranh được rồi ấy, thì cô chú cũng thấy thoải mái. Năm 18 là sang lần đầu, nhà tôi sang nhiều lần rồi, tôi mới sang lần thứ hai thôi. Nhưng để cái ấn tượng rất lớn là sang đây thấy đúng là mọi người nghĩa là tiến chế về hình thức là ít, nghĩa là từng cuộc sống ta đi với nội dung thật, nên là rất chân tình con người với nhau. Và đây nước nó đa chủng tộc nên không phân biệt người này người nọ. Chúng tôi sang, chúng tôi nhận ra ngay, thì chúng tôi cũng biết thôi, thấy cuộc sống nó rất đơn giản đối với xã hội cũng đơn giản, và mình đơn giản. Thì thực tế là họ quản lý cũng rất chặt. Họ không biết là mình sống phải có kỷ luật và hiểu vấn đề thì nó ra vấn đề thì nó tuân thủ luật pháp họ. Thực ra là suy cho cùng là cái kiểu cuộc sống của mỗi nơi mỗi khác, rồi ở bên này nó cũng khác. Thế cho nên là mình thì cũng nói xa nói gần thôi, nói xa nói gần nên thế này nên thế kia. Thế nhưng mà rất là tôn trọng cái cách sống của các cháu. Và xong dần dần thì mình cũng thấy là cũng có lý, cũng phải có lý. Cho nên là tức là giữa các thế hệ là phải có cái sự dung hòa, tức là bên này bên kia, và các cháu nó cũng biết ý của ông bà như này thì nó cũng đại khái là nó cũng lựa. Thế cho nên là cô chú sang đây với các cháu rồi với Linh Đan các thứ thì nói chung là cảm thấy rất là vui vẻ đầm ấm. Cảm thấy nhiều khi cứ nhìn thấy các cháu nó tươi cười phấn khởi, các cháu tươi cười rồi công việc của con cái là cô chú rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc. Chứ ở đây con với cháu thì nhà tôi ạ, hầu như tôi còn có thể đi ra ngoài một ít, nhà tôi suốt ngày không biết với lại con cháu cả ngày ra. Nhưng mà chúng tôi thấy yên tâm chẳng sao cả, xác định ngay cái tư tưởng của mình nên là nó không có gì khó khăn. Mình lo cho mẹ được rất ít, bao giờ cũng thế. Cho nên là nhiều khi thì mình chỉ thế này, tức là mình thỉnh thoảng mình gọi điện này để mình thăm hỏi này, thế rồi hoặc là ở bên này có điều kiện là cứ mua những cái vitamin hoặc những cái gì đấy đó làm mình. Thế nhưng mà thực ra là được cái rất là may là mẹ cô là cũng gần 90 tuổi rồi, nhưng mà bà rất là hiểu, và nói chung là bà cũng mong về, nhưng mà biết là mình cũng vì con cháu cho nên là bà vẫn động viên. Mà nói thật là cũng thôi trộm vía là bà cũng khỏe chứ cũng không cứ phải lệch bệt gì hết, thế nên đâm ra là mình cũng yên tâm. Thực ra nhiều lúc cũng thấy buồn, cũng mong lắm, cũng tức là nhiều lúc rất là sốt ruột chứ, cũng rất là sốt ruột đấy, nhưng mà không đâu. Xong nhưng mà xong mình lại phải ghìm, xong mình lại phải suy nghĩ là thế này thế kia đấy, thế là xong tự động viên thôi. Thế nhưng mà cũng rất là may là như thế, nhưng mà nhiều khi đúng là buồn thật. Cũng tức là nhiều khi cảm thấy áy náy, đúng hơn tức là áy náy. Thế nhưng mà nhiều khi bà thôi, mình vì con cháu thì cụ cũng biết là, nhưng mà cụ cũng động viên là bảo thôi, kiểu như vì các cháu nó bé quá thì cứ yên tâm ở bên đấy. Đi ra nước ngoài rồi thì phù hợp với nơi đó, chứ còn mình thì duy trì cái mức độ tối thiểu để cái phong cách Việt Nam thôi. Chứ còn nếu sang Mỹ mà sống hoàn toàn Việt Nam, tôi nghĩ là cũng chưa chắc là tốt. Nên tại vì sau khi mà từ tuổi trẻ nó đã được giáo dục theo dạng độc lập, sáng tạo thì bao giờ nó cũng khác. Tại bản thân con người, nếu mà từng người ai đều thôi đã thay đổi theo thời gian, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác. Cho nên là tận hồi mà các thế hệ sau ấy, thì nhất các con cháu sau mà nó sinh ra đấy
chính là cô chú cũng không không bắt không hy vọng gì nó tôn nó giữ nhiều cái Việt Nam lại. Và như thực nó chỉ cần hiểu rằng nó có quê hương và nó tôn trọng Việt Nam, có nhất là tôn trọng những cái thế hệ trên, bậc đấy là cái truyền thống Việt Nam mình, nghĩa là có sống hiếu thảo, có tình có dưới và biết cội nguồn, cái đấy là cái rất là quý. Nhưng còn những cái khác thì để cho cháu tự do sống đâu theo đấy thôi. Các cháu sang đây để làm việc và cũng xây dựng cái cuộc sống mới bên này đã là một cái điều cực kỳ là tốt và may mắn, và cô mong rằng là các cháu cũng phát huy làm sao để cho, tức là mình trau dồi đạo đức để là trau dồi kiến thức để làm sao cho mình cứ nắm bắt được những cái công nghệ tiên tiến bây giờ để xây dựng một cái cuộc sống mình tức là hạnh phúc này, rồi thành công ở bên nước Mỹ và trở thành, tức là mình là một cái công dân mà có ích, là có ích và công dân mẫu mực ở bên nước Mỹ, để kiểu tạo điều kiện cho cái thế hệ con cháu này là nó có một cái nền móng về sau là nó phát triển hơn mình. Và nhưng cũng đừng quên cội nguồn của mình.